Kính thưa quý vị, để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 2 của bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam Donald Trump và cờ đỏ sao vàng do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Người Việt tị nạn Riêng đối với người Việt tị nạn Cộng sản ra đi từ sau 1975, thì hành động hấn hở phất cờ Cộng sản Việt Nam của bất cứ ai, kể cả những người nước ngoài đặc biệt như trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội, lại càng rác con mắt và nhức nhối. Lý do rất đơn giản, vì lá cờ đỏ sao vàng đã nhắc cho mọi người nhớ đến tang thương máu đổ thịt rơi của 30 năm chinh chiến huynh đệ tương tàn do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động. Lá cờ này còn được treo tại tất cả các nhà tù, trại giam và công trường lao động, đầy đọa con người Việt Nam thuộc mọi thành phần trong xã hội từ bao nhiêu năm qua. Cũng vì lá cờ này mà nhân dân Việt Nam, nạn nhân của miền Bắc xâm lăng, đã mất cuộc sống thanh bình no ấm. Nhiều gia đình bị tán gia bại sản, bị chia lìa, bị hận thù đeo đẳng và bị kỳ thị cũng vì lá cờ này. Nếu không có lá cờ đỏ sao vàng thì không có những trại tù lao động trung thân, mệnh danh học tập cải tạo, đầy đọa hàng trăm ngàn trí thức, binh lính và sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau ngày 30 tháng 4 1975. Và cũng vì lá cờ này mà hàng chục ngàn người miền Nam vô tội đã chết chìm tức tưởi ở Biển Đông, trên đường vượt biển tìm tự do. Nhiều ngàn người miền Nam khác đã bị chết đói tại những vùng mỹ dân kinh tế mới, sau trận cuồng phong gọi là cải tạo công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa tại miền Nam năm 1978, do đao phủ đổ mười khi ấy là Phó Thủ tướng, kiêm trưởng ban cải tạo công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phụ trách. Trước kia, cờ đỏ sao vàng còn hiện diện ở các sân đình hay bãi đất đấu tố đẫm máu trong cuộc cải cách ruộng đất 1953-1960 và tại các buổi học tập, phiên tòa lên án và buộc tội đầy đọa các văn nghệ sĩ trong vụ án nhân văn giai phẩm 1955-1958 ở miền Bắc. Cũng từ cờ đỏ sao vàng mà đảng Cộng sản Việt Nam đã không gớm tay, gây ra vụ thảm sát 5.000 người dân vô tội ở Tết Mộc Thân ở Huế năm 1968, khi thật sự bộ đội miền Bắc đã chủ động cuộc tấn công đứng sau lưng quân Tây Sai, nằm vùng mặt trận giải phóng miền Nam hay còn gọi thông dụng là Việt Cộng. Trong suốt cuộc chiến ở miền Nam từ 1954 đến 1975, cờ đỏ sao vàng của quân miền Bắc đã được giấu đi để ngụy trang bằng cờ Việt Cộng. Hình chữ nhật nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu xanh, chính giữa có ngôi sao vàng. Lá cờ Việt Cộng và tổ chức chính phủ tay sai cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam của Mặt trận giải phóng miền Nam đã bị dẹp bỏ sau hội nghị hiệp thương thống nhất năm Bắc ngày 2 tháng 7 năm 1976. Cờ vàng và các đại sứ Mỹ. Như vậy khi lịch sử chưa có cơ hội minh bạch công và tội của đảng cộng sản việt nam đối với đất nước và đồng bào thì hành động suy tôn cờ đỏ sao vàng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải được soi xét minh bạch nhưng liệu ông trump có vô tình hay vô tâm hay ngày thờ khi vui vẻ tự ý phất cờ cộng sản việt nam hay còn bị lên án là cờ máu bởi nhiều người Việt tị nạn giữa tiếng sao hò phấn khởi của những người đón tiếp ông ở Hà Nội ngày 27 tháng 2, 2019. Dù trong hoàn cảnh nào, hành động của vị Tổng thống Mỹ, lãnh đạo của thế giới tự do đối với một quốc gia, bị lên án vi phạm nhân quyền trầm trọng và đàn áp dân chủ tự do như Việt Nam, không thể thuần túy coi như một nghĩa cử ngoại giao đẹp mắt nhất thời. Nếu như ông còn nhớ, đã có không ít cử tri Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Hơn nữa, chẳng lẽ ông Trump không biết từ 44 năm qua những người Việt Nam trốn khỏi chế độ hạt khắc Cộng sản Việt Nam, đặc biệt số hơn một triệu người sống ở Hoa Kỳ, đã không ngừng tranh đấu để lá cờ vàng ba sọc đỏ được công nhận là lá cờ truyền thống Heritage Flash của người Mỹ gốc Việt. Nhiều tiểu bang và thành phố Hoa Kỳ đã công nhận ngày 30 tháng 4 hàng năm dấu mốc Việt Nam cộng hòa mất vào tay quân cộng sản miền Bắc là ngày truyền thống của người Việt Tị nạn và trên khắp mọi nơi trên thế giới nơi đâu có người Việt Tị nạn là ở đó lá cờ đỏ sao vàng của nhà nước cộng sản Việt Nam không được treo công khai ở trường học hay bất cứ nơi công cộng nào ông đại sứ Mỹ khi còn tại chức ở Hà Nội Ted Orsas đã phải đối diện với nhiều chất vấn của người Việt Tị nạn Tại cuộc họp tháng 7 năm 2015 tại San Jose, California, khi họ thấy ông gắn trên áo cái pin có hình cờ đỏ sao vàng, đánh dấu 20 năm ban giao Hoa Kỳ-Cộng sản Việt Nam. Người kế nhiệm ông Osis tại Hà Nội. Sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống là nhà ngoại giao Daniel J. Crispin Brink, Hùng Cửu Long, Donald Trump. Còn nhớ hồi tháng 11 2016, có một thanh niên đến Mỹ từ Việt Nam có biệt danh là Hùng Cửu Long đã gây phẫn nộ cho người Việt tị nạn vùng Washington DC và tại Little Saigon, Orange County, California qua bộ quần áo dị thường choáng mắt, mặc trên người gồm quần đỏ, đi giày đỏ và áo dài đỏ có hình sao vàng trước ngực. Nhưng Hùng Cửu Long, tên thật là Lê Đình Hùng, người đã gây dựng thành công thương hiệu cử Long Jewelry ở Việt Nam, lại có một tham vọng chính trị khó biết ai đứng sau hay anh ta chỉ muốn thử thời vận. Đài Á Châu Tự Do RFA Radio Free Asia tường thuật ngày 24 tháng 11 năm 2016 rằng trong bộ áo dài đỏ, quần đỏ, giày đỏ và một ngôi sao vàng trên ngực áo, ông Hùng Củ Long đứng chụp hình trước bức tường khắc tên 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc chiến Việt Nam. Kế tiếp trước cây bút chì Washington Monument gần đó, cũng trong bộ áo dài màu đỏ, ngôi sao vàng. Ảnh được phóng lên Facebook với lời hứa hẹn của ông Hùng Cửu Long là sẽ mang bộ cánh này sang gặp đồng hương Nam California trong vài ngày nữa với ước muốn hòa giải một cách thân thiện. Ngay lập tức một làn sóng phản ứng dấy lên từ rất đông Facebooker, người Mỹ, gốc Việt khắp nơi kể cả những ai không dùng Facebook mà chỉ nghe thấy hay được kể lại. Trong vụ này, nạn nhân bất ngờ bị đồng hương DC sĩ vả và lên án là tay sai Cộng sản hay tiệm nail của Cộng sản là chủ tiệm làm móng tay Trendy Nails and Spa, ông Frank Huy Đỗ và vợ là chị Tina ở Silver Spring, tiểu bang Maryland. Nguyên do vì anh Frank Huy Đỗ đã vô ý chụp hình chung ảnh với các bạn học cũ. Duy Khang và Hùng củ Long, bạn của Khang, người mặc áo cờ đỏ sao vàng trước tiệm nào rồi phóng lên Facebook. Sau đó Hùng củ Long đến khu Phước Lộc Thọ ở Little Sài Gòn sau 9 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2016 và lập tức bị một số lãnh đạo cộng đồng bao vây. Một nhân chứng kể với RFA, tất cả mọi người chuẩn bị đúng 9 giờ thì có mặt trước cửa Phước Lộc Thọ. Và sau đó Hùng Cụ Long xuất hiện. Anh ta đi taxi tới, xuống xe, vừa bước vào là mọi người chạy tới. Tuy nhiên, ông Hùng Cụ Long thay vì áo dài đỏ với sao vàng như đã nói trên Facebook, lại bận áo, dài vàng, quần đỏ và khăn quàng cổ màu đỏ. Trước đó, anh ta xác nhận sẽ mặc bộ đồ cờ đỏ sao vàng như đã mặc trên DC để đến hòa hợp hạ giải với đồng bào. Đó là sự khiêu khích ngay từ đầu Thành ra mọi người chống là chống cái lá cờ đỏ. Người ta nghi ngờ không biết anh ta có mặt bên trong lá cờ đỏ sao vàng hay không. Thành ra mọi người đè anh ta xuống để tìm lá cờ đỏ. Khi tìm không có, rồi thì người ta đẩy anh ta ra ngoài. Lúc bảo vệ cửa trước lộc thọ đưa anh ta ra ngoài đường thì cảnh sát thành phố Westminster tới khám xét và đưa lên xe. Kể lại câu chuyện Hùng Củ Long để mọi người thấy lá cờ đỏ sao vàng dù xuất hiện dưới hình thức nào trước mắt người việt không cộng sản đặc biệt với người việt tị nạn cộng sản đều nhạy cảm và bị kích thích bất mãn vậy khi thấy ông trump phất cờ đỏ sao vàng trên màn hình tv và internet thì có khác gì thấy hình hùng Củ long mặc áo có hình lá cờ này trên facebook có khác chăng là ông trump là tổng thống mỹ trong khi hùng cửu long chỉ là một công dân bình thường của nước cộng sản việt nam nhưng Hùng Cửu Long, khi mặc áo cờ đỏ sao vàng đã cao rao, anh ta làm thế để đến hòa hợp hòa giải với đồng bào. Nhưng có ai mượn anh ta làm chuyện mạo hiểm không tưởng này không? Hay Tổng thống Trump cũng đã ngớ ngẩn như thế khi hớn hở phất cờ này ở Hà Nội ngày 27 tháng 2 2019? kính thưa quý vị bản tin hoa tình đốn tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho xin email về washington DC at sptn tv bích Phương kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình